Vâng, trực rồi, Dạ, trực chào anh. mà rồi. Vậy rồi chào khẳng khẳng Facebook Bình Hồ đi. Tôi nói anh có nghe chưa? Nghe rồi, nghe anh rồi. Để tiện xưng hô, anh Bình nay được nhiêu tuổi anh? Tôi năm năm sáu năm bảy sinh xong một năm sáu năm bảy ta năm năm sáu đi. Vậy là anh lớn hơn em rồi, em 63, em 55 tuổi. Ok, mình đợi xem tên. Từ nãy giờ đó thì em cũng nghe cô Ngọc Nhiên với cái anh vừa rồi đó, cũng nói về sự phát triển của đất nước đó anh. Thì tất cả những điều đó là nó hiển hiện trên đất nước Việt Nam là như sự thật, nó như vậy đó anh. Ok rồi, cảm ơn. Rồi, tiếp tục đi, tiếp tục anh nói những gì thì sự thật, tiếp tục đi. Em á thì em ở cũng sát biên giới Campuchia, nhưng mà Vâng. em bổ sung thêm về vấn đề phát triển trong đất nước một chút nha anh Bình. Vâng, Là mời anh. bây giờ á em là dân làm nông, nhưng mà cái làm nông của bây giờ nó rất là hiện đại rồi anh. Điện kéo vô tới rẫy, chỉ gắn cái hệ thống ống dẫn rồi vòi phun, là cắm điện là nó tự tự tưới, rồi đường nhựa là chỉ trừ ra những cái phần đất mà nằm ở bên sâu bên trong là phải đi đường đường cát thôi, chứ còn đường nhựa là vô tới rẫy luôn. Thành ra em nói là bây giờ cái cuộc sống của người dân ở trong nước á, đồng ý là nó phát triển chưa có đồng đều, nó cũng có một hai nơi nó còn chậm phát triển, là vì khí hậu thời tiết hay là như thế nào đó. Nhưng mà nói chung là Việt Nam bây giờ rất là phát triển, cuộc sống của người dân rất là ổn định. Em nói cái thí dụ như anh hồi xưa mình ở đây mình muốn về tới dưới miền Tây á, đi đám đi tiệc gì là phải đi trước 2-3 ngày mới tới chỗ. Còn bây giờ là anh cứ nắm được cái quy trình của xe nó chạy, anh lên xe từ đây về tới dưới Cà Mau, Vũng Liêm là trong trong vòng 7-8 tiếng đồng hồ là tới rồi. Có thể nếu anh có công chuyện gấp là chiều anh quanh về sáng hôm sau là anh có mặt ở tại nhà được rồi. Thành Vâng. ra em lâu nay á, em cũng lên mạng rồi em thấy cái số mà anh em chống cộng ở hải ngoại không có theo dõi được sâu sát sự phát triển ở trong đất nước, mà cứ bốt béo rồi nói không đúng sự thật, em nghe em cũng bực lắm. Nói em xin phép anh, em nói nghiêng về cái góc độ mà tín ngưỡng tôn giáo một chút nha anh. Là từ ở cái chỗ em ở á, từ cái thị trấn mà lên tới cái xã của em á, là nó cách chỉ có khoảng 15 km, mà em tính ra là hai cái thánh thất của Cao Đài, bốn cái chùa của đạo Phật, hai cái nhà thờ của đạo Công giáo. Thì em hỏi anh, nếu như mà Việt Nam không có nhân quyền, không có tự do tín ngưỡng, không tự do tôn giáo, thì làm gì có một sự phát triển xây như vậy. Thành ra nhiều khi em thấy tất cả anh em mà ở ngoài hải ngoại không có sâu sát, không có thiếu thực tế, mà cứ nói là Việt Nam thiếu nhân quyền rồi không tự do tín ngưỡng rồi hèn với giặc ác với dân. Em thấy nó không có đúng một cái sự thật chút nào. Em nè, ví dụ em là một người nông dân nè, em sống em tôn trọng pháp luật, cái tiêu chí của em là sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật, mình cứ làm đúng bổn phận trách nhiệm của một người công dân. Nay mấy chục năm rồi em chưa có từng thấy một người công an nào hỏi han gì tới em hết. Thí dụ bây giờ mình ra đường mình tôn trọng pháp luật, mình đi đúng luật đúng đúng đường, thì ai ai làm gì quản hệ mình. Em nói thiệt là từ khi mà đất nước phát triển có xe cộ đồ đầy đủ rồi,
em ôm chiếc camera em chạy, chưa có chú công an nào thổi phạt em lần nào hết. Hôm nay mười mấy năm rồi, em nói thiệt. Mà em cũng xin nói với anh về cái vấn đề này chút. Mà nhiều khi là người dân mình tự coi như là tự tạo cho công an một cái hình ảnh. Em nói một chút về vấn đề mà tệ nạn giao thông hiện bây giờ chút nha anh Bình. Mà Yếu hả anh Bình hả? cái giọng hơi bị mất giọng, nhưng cứ nói đi, nói được cái nào, cố gắng được cái nào nói. Của Việt Nam bây giờ đó là về vấn đề giao thông, công an giao thông, thì em xin ngược về về thời gian về trước, ở 15 20 năm về trước đó, khi mà đất nước chưa phát triển, đường xá còn khó khăn, thì cái bộ phận mà công an giao thông thì nó chưa có phát triển, mà đến khi mà giai đoạn đầu mà đường xá đồ rộng rãi đồ thì nó sẽ phát sinh ra tai nạn giao thông rồi này kia kia nọ phải không anh? Thì bắt đầu lúc đó là công an giao thông người ta bắt đầu mới phát huy trách nhiệm của người ta. Em nói thật với anh á, là tự người dân mình tập cho công an giao thông một cái thói quen thôi. Thí dụ bây giờ anh đi lỡ mà phạm luật, công an thổi lại, bằng mọi giá anh chỉ công an nhận tiền hiện tại giùm anh đi, để cho anh đi cho công việc của anh cho nó trôi chảy. Còn nếu hả mà làm đúng luật á, thì phải giam xe anh, mất thời gian, mất công việc. Anh này nỉ bằng mọi giá công an phạt tại chỗ đi, nhận tiền tại chỗ giùm tôi đi, để tôi đi. Tôi hỏi anh đó có phải là do mình tạo cái thói quen cho Đúng cảnh rồi, sát giao thông. đúng Chứ rồi. còn giai đoạn đầu mà mới phát triển á, em dám cam đoan với anh đố cha thằng cảnh sát giao thông nào dám dòi dỉnh người dân? Không dám. Nhưng do người dân mình tập cho họ riết rồi người ta ăn không được, người ta ăn được nó thành cái thói quen, rồi bắt đầu mới hình thành lên một cái tệ nạn nhức nhối như như hiện thời bây giờ. Chứ giờ em nói anh làm đúng luật. Thí dụ bây giờ quy định cái xe của anh chạy chở 10 tấn thì anh chở chở mà người nhà nước người ta đã đưa ra quy định thì người ta cũng tính là chi phí xăng cộ vận chuyển của anh có lời, người ta mới tính để 15 20 tấn. Thì khi mà công an phát hiện anh quá tải như vậy thì buộc người ta phải làm. Nhưng mà nếu anh không chịu làm cho đúng luật, anh cứ nài nỉ, anh cứ ỷ ôi, anh kêu người ta phạt tại chỗ để cho công việc của anh trôi chảy, đó có phải là anh tập cho người ta cái thói quen không? Em nói đây á, em nói thiệt với anh, với bản tính của anh của em thì em cũng rất ghét những kẻ tham ô sâu dân mọt nước. Em không có binh vực gì với những cái hành động xấu làm ảnh hưởng đến cái tư cách của người công an như vậy. Không phải là em bao biện, em bao che cho họ, nhưng mà em suy cho kỹ ra là tự người dân mình nó tạo thói quen cho họ. Hiện thời bây giờ cũng vậy luôn. Bây giờ anh ra chạy ra đường, lỡ em phạm phạm luật, chú ơi chú cảm phiền chú phạt tại chỗ giùm tôi để tôi đi. Giờ tôi hỏi anh nói như vậy là sao? Thí dụ bây giờ mọi người thống nhất với nhau đi cho đúng luật, đừng để cho xảy ra phạm luật. Nếu như lỡ có phạm luật rồi thì mình làm cho đúng luật. Anh giam xe đi, tới anh quy định ngày nào tôi đến đó tôi phạt, tôi nhận xe về, thì làm sao công an có thể có cơ hội để mà dòi dỉnh mình. Em nói điều đó anh có công nhận chưa? Ok, Nhưng mà cảm ơn anh. Bây giờ tôi hỏi anh một vài điều để coi như tôi biết anh là những người mà người dân rất là trung thực để nói lên tiếng nói. Thành ra tôi muốn hỏi anh như vậy. Bây giờ cái cuộc sống bây giờ anh có hài lòng cái cuộc sống anh bây giờ hơn trước đây chưa? em nói thiệt với anh á, là em bây giờ em rất mãn nguyện, tuy là cuộc sống của em nó chưa có khá giả như người ta, nhưng mà em xét thấy nè, điện đóm nè,
coi như mọi mặt sinh hoạt là em rất là thoải mái. Tuy là em nói thật là cuộc sống của anh của em là nó chưa có khá giả, nhà cửa cũng vẫn còn là nhà cấp 4, bởi vì nói đúng ra là em sanh con nó hơi đông, thành ra là lo cho con cũng bận, lo cho con nhiều và nó cũng không có phát triển về kinh tế nhiều. Nhưng Rồi mà em xét cuộc sống của em bây giờ rất là mỹ mãn, em rất là hài lòng với cuộc sống hiện tại. Bởi vì á, hồi xưa em nói thì ví dụ bây giờ mà có bệnh hoạn gì á, anh muốn đi xuống tới bệnh viện Chợ Rẫy á, là khuya anh đi thật sớm rồi xuống dưới, có khi là không kịp anh phải ngủ ở dưới 1-2 đêm anh khám bệnh xong rồi anh mới về. Còn bây giờ anh cứ đặt xe khoảng khoảng 4 giờ anh lên xe anh chạy, xe tốc hành nó chạy một cách rẹt về tới dưới, cái là anh vô anh đặt số khám rồi xong xuôi cái là khoảng 2-3 giờ là anh về tới nhà chỗ. Cuộc sống rất là thoải mái, rất là sinh hoạt của người có dân. được kiện đó. Rồi. Ok, bây giờ tôi với cái câu thứ hai nha, là tôi hỏi anh á, bây giờ anh có một chiếc xe máy, thì cái xe của anh á nó đầy đủ là phương tiện của giao thông như đèn xi nhan, kính kính chiếu hậu, tất cả an toàn rồi, thì anh chạy thì có cái công an nào mà chừng anh để làm khó dễ không? Đúng vậy. Đúng vậy đó anh. Thì bây giờ những người mà họ chặn lại, tất nhiên là họ bị cái xe họ là không có là mất đi kính chiếu hậu hoặc là mất cái sự an toàn giao thông á, thì người công an là chặn lại, thì có nghĩa là coi nếu mình biết đây là một cái lỗi của mình rồi thì mình phải là đưa đưa tiền để mà có lợi hai bên phải không? Nếu như cái người công an nhận 100 ngàn, đúng là phạt là 200 ngàn, nhưng mà nhận 100 ngàn thì mình có lợi 100 ngàn, là Đúng điều hai rồi. bên là coi như nhau thì đi. Thì thành đây là coi đây cái này là mình không phải là đặt vào về vấn đề mà tham nhũng hối lộ, cái đó là cái lợi của hai bên. Cái lợi của hai bên thì coi như là cái này là của nhà nước hại thôi, nhà nước tổn thương chứ không có ai tổn thương hết, phải không? Người dân cũng tổn thương mà người công an cũng đâu tổn thương đâu, mà tổn thương là cái tiền của nhà nước á, là không được có cái 200 ngàn tiền phạt đó. Đúng rồi anh, đó là một cũng là một cách là làm suy kiệt nền kinh tế của đất nước. Đi tiền của nhà nước á, đúng không? Ok Dạ đúng rồi. ok anh là rất là thực tế để mà nói chuyện với là quả như cái cuộc sống. Thì bây giờ á anh cho tôi biết anh bao nhiêu người đứa con? Dạ tôi thì tới 4 đứa con lận anh ơi. Tôi 3 đứa anh trai, hồi đó cũng quan niệm là cứ kiếm cho đủ trai đủ gái, mà anh xui mình cứ đẻ 3 đứa con trai rồi phải kiếm cho bằng được đứa con gái, thành ra bây giờ tới 4 đứa con. Nhưng mà cũng báo với anh để anh mừng với tôi là tôi cũng cứ gả chồng hết cho mấy cháu yên yên chỗ hết rồi, mỗi một đứa một cái nhà xong xuôi hết rồi, chỉ có một đứa con gái là nó theo bên chồng, là tôi chỉ cả nó tôi không lo thôi. Còn 3 đứa con trai là mỗi đứa cái nhà yên, là coi như cuộc sống của cũng ổn định. Cứ một cặp vợ chồng như vậy đó, Rồi và đi làm công giờ nhân anh cứ có mỗi một tháng nhà thêm nữa, dạ nói sao anh bây giờ anh có gì chia sẻ, anh có gì chia sẻ thêm nữa không? có ý ý là em cũng nói là về cuộc sống của mấy đứa con đó, nó cũng đã ổn định hết rồi, là cứ một cặp vợ chồng nó đi làm công nhân vậy, cái 1 tháng nó lãnh gần 20 triệu tiền lương, thì nói chung ra cuộc sống của gia đình em nó cũng đã ổn thỏa, coi như là rất là thỏa mãn trong cái xã hội, trong cái đất nước này. Thì Rồi. em cũng qua đây em cũng nhờ anh đó, là có điều kiện ở ngoài anh thường xuyên gặp gỡ giao lưu với cái số mà anh em mà chống cộng ở hải ngoại, anh cũng nên truyền đạt lại những gì anh hiểu biết ở trong nước để cho họ dần dần hiểu ra. Mình á, bây giờ em nói với anh nè, mình là một người Việt Nam máu đỏ da vàng, cùng chung một cội nguồn mà ra chứ không có phân biệt gì hết. Chiến tranh nó đã đi qua rồi, bây giờ mình trong